đọc đề nè, cho dung dịch sodium carbonate đó là C2CO3 đến dư vào dung dịch axit CH3COOH dẫn toàn bộ khí sinh ra vào dung dịch nước vôi vôi trong, dư khu được 15 gram kết tỏa và lập phương trình hóa học. Thì thứ nhất các bạn phải biết C2CO3 cộng CH3COOH thì mình sẽ có gì ạ? Đây là axit nè và đây là muối nè, axit cộng muối ra axit mỡ và muối mỡ. Vậy mình sẽ ra gì ạ? Thằng này nó sẽ đi dưới thằng này nè. Đó, CH3COONa. Na hóa trị 1 và nhóm này là hóa trị 1 luôn nè mọi người, bởi vì nó là axit có một chữ, chữ H hóa trị 1. Rồi, cộng thêm H2CO3. Nhưng mà H2CO3 này không bền nên nó sẽ tách ra thành CO2 và nước, được chưa? Và các bạn cân bằng giúp lợi, cẩn thận đếm, cẩn thận giúp lợi. Natri nè, cân bằng kim loại nè, 22. Tiếp tục C thêm 2. Các bạn đếm hydro, đếm giúp lợi cẩn thận nha. Đếm hydro nè. Đây nè. Đây là 4 x 2 là 8 nè, mà ở đây mới có 6 à. 6 đây thêm 2 nữa là 8. Tiếp tục các bạn đếm oxy nè, đây là 4 nè, dưới 3 là 7 nè, đây 4 dưới 3 là 7. Cẩn thận cái phương trình hóa học có chính xác hay không. Thứ nhất đó là phải đúng phản ứng, thứ hai là bạn phải cân bằng cho nó chính xác nha mọi người. Nếu cân bằng không chính xác đồng nghĩa như là bạn sai hết, được chưa? Rồi tiếp tục cho cái gì à, cho toàn bộ khí nè mọi người ơi, vào nước vôi trong. Mọi người cho là biết nước vôi trong là gì à, nước vôi trong là gì à mọi người? Sao màn hình cứ giật giật? Đúng rồi, giật giật là do mạng của lợi yếu nha mọi người, đó là CaOH 2 hai lần, đúng không ạ? Đúng không mọi người? Tạo ra gì à? Thì đây là các bạn phải hiểu CO2 là oxit axit thì cũng giống như gì à? Giống như axit nha mọi người. Axit tác dụng với bazơ ra muối và nước. Đó. Sau đó các bạn cân bằng giúp lợi đi ạ. CaCa què nè, CC què nè, OO què và HH què. Được chưa? Rồi, thì tới đây các bạn tiếp tục làm gì ạ? Thì ở đây mình đã thu được kết tỏa, đúng không ạ? Kết tỏa thì là chính là thằng này nè mọi người. Thì các bạn tính số mol của CaCO3. Thì các bạn nhớ giúp lợi, số mol sẽ bằng M nhỏ chia M lớn. Thì M nhỏ là 15 chia cho M lớn là 100. Các bạn kiểm tra giúp lợi xem coi thằng này có phải 100 không nha mọi người. Được chưa? Thì các bạn bấm máy tính giúp lợi sẽ ra 0,15 mol. Rồi, sau đó tính thể tích câu B nè, tính thể tích gì à? Tính thể tích khí khu được ở điều kiện chuẩn nha. Ở đây các bạn cẩn thận nha, điều kiện chuẩn là bao nhiêu, còn điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu là các bạn cẩn thận giúp lợi. Sau phản ứng đầu tiên nè, chính là thể tích của khí gì à? Khí COO2. Vậy các bạn viết vào 0,15 nè. Bắn qua đây nè. Các bạn có thể bắn hết những thằng này cũng được, nhưng mình chủ yếu bắn vào những cái thằng nào mà cần tính thôi. Thì 0,15 nhân 1 chia 1 ra 0,15. Điền qua đây 0,15. Rồi V của CO2, V thì bằng N, V thì bằng gì ạ? N bằng V chia 22/4. Vậy V bằng N nhân, xin lỗi, ở đây điều kiện chuẩn là 24,79. Các bạn phải kiểm tra giúp lợi xem coi điều kiện chuẩn có phải là 24,79 không mọi người. Kiểm tra giúp lợi đi ạ. Thì sẽ bằng 0,15 nhân cho 24,79. Comment giúp lợi đi ạ. Được chưa? Đó, tùy vào dấu chỗ nào mà mọi người nha mọi người. Ở đây là điều kiện chuẩn chứ không phải là điều kiện tiêu chuẩn nha mọi người. Được chưa? Câu C nè mọi người ơi. Tính khối lượng axit acetic cần dùng, thì đây là số mol của thằng này rồi, các bạn bắn tới thằng cần tìm 0,15 nhân 2 chia 1, được chưa? Để ra 0,3. Sau đó có số mol rồi, muốn tìm khối lượng của nó CH3COOH thì sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng gì mọi người? Sẽ bằng gì? Các bạn comment giúp lại đi ạ. Bằng N nhân M lớn bằng 0,3 nhân M lớn, các bạn bấm giúp lợi đi ạ. Xem ra bao nhiêu và các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lợi, và đơn vị là gam, còn đơn vị này là lít nha mọi người. Ok.